Đây là chương trình giải trí được coi khi ăn cơm mới nhất năm 2023. Mỗi thứ trong chương trình này đều được làm bằng bánh kem. Ngay cả MC cũng không ngoại lệ, giải thưởng vô địch mùa 2 lên đến 120.000 đô. Liệu 10 thợ làm bánh đến từ khắp nơi trên thế giới trong mùa này sẽ cho ra những cái bánh kem trông như thật đến mức nào? Ai sẽ là người nở nụ cười cuối cùng? Chúng ta hãy chờ xem. Vòng đầu tiên là vòng khởi động, trường quay trước mắt sẽ có những món làm bằng bánh kem. 10 thợ làm bánh có 20 giây để phân biệt thật giả. 5 thí sinh có kết quả nhanh nhất sẽ có được cơ hội thi đấu trong tập đầu tiên, tức là sẽ có cơ hội giành được giải thưởng 10.000 đô. Theo tiếng hiệu của MC Miki, vòng thi tìm kiếm bánh kem bắt đầu. Các bạn khán giả có thể thử xem. Cho dù chúng ta có thể nhìn ở góc cận cảnh, nhưng đa số mọi người chắc chắn sẽ không biết cái nào mới là bánh kem thật. Các thí sinh phải đứng ở phạm vi cách 2,5 m. Trường quay còn vô vàn ánh sáng ảnh hưởng đến phán đoán, cho nên vòng thi có vẻ dễ dàng này nhưng thực tế cần nhãn lực và khả năng quan sát cao. 20 giây sắp trôi qua, các thợ làm bánh vội vàng ghi ra đáp án. Tiếp theo MC sẽ dùng dao để phân biệt bánh kem thật giả. Đầu tiên ta sẽ kiểm tra lựa chọn của Kayler và Elizabeth là hộp đựng khăn. Lý do của họ đưa ra là kết cấu của hộp khăn giấy có vẻ khá cứng. Vậy thì để Miki kiểm chứng xem, trực giác của phụ nữ có thật sự chuẩn xác như thế không? Được rồi, không phải là bánh kem, mà là hộp khăn giấy thật sự. Tiếp theo là kiểm tra hoa lan này. Miki hỏi lại thì mới biết không ai chọn cả, nhưng vốn nghịch ngợm nên anh ta vẫn quyết định cắt thử. Quả nhiên, một đường dao hạ xuống rất mượt. Không biết các bạn khán giả có ai chọn hoa lan không? Nếu chọn đúng thì hãy tự thưởng một miếng bánh nhé. Tiếp theo là cây nến mà 5 người đều chọn. Bất luận cây nến này là thật hay giả, đây vẫn là một nhát dao quan trọng. Để tăng thêm phần hồi hộp, Miki nghịch ngợm đã đốt tim nến. Không sai, cây nến này quả thật là bánh kem. Đừng tưởng việc này dễ dàng, góc quay cận cảnh này sắp tràn màn hình rồi đấy. Tuy rằng đã xác định thí sinh tham gia vòng 1, nhưng Miki cho mọi người biết rằng ở đây vẫn còn bánh kem. Nói xong liền cầm con dao đến chỗ cái ghế. Đúng thế, đây cũng là ghế làm bằng bánh kem. Tôi dám nói là khán giả không ai chọn đúng cả. Có thể thấy là ngay cả góc quay cận cảnh nhưng trông cũng rất chân thật. Không thể không khâm phục kỹ năng của tổ tiết mục. Tất nhiên là một chương trình về ăn uống, không thể để xảy ra hành vi lãng phí thức ăn được. MC không chỉ ăn thử ở ngay đó, mà khi chương trình kết thúc còn cho khán giả ở đó ăn thử. Nếu như vòng đầu tiên kiểm tra về nhãn lực và kinh nghiệm, vòng tiếp theo sau đó mới thật sự là vòng thi đấu thật sự. 5 thợ làm bánh này sẽ làm những tác phẩm nghệ thuật bằng bánh kem. Chỉ cần lừa được con mắt giám khảo thì sẽ được vào vòng chung kết, giành phần thưởng trị giá 10.000 đô. Bọn họ có 10 tiếng để làm bánh kem, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian chờ đợi, cho nên tôi sẽ đưa các bạn xuyên không đến 10 tiếng sau. Vừa kịp lúc, bọn họ vừa làm xong bánh kem. Ba giám khảo có kinh nghiệm 30 năm làm cá ở siêu thị đã sẵn sàng. Bắt đầu vòng kiểm tra đầu tiên, ba nhóm đồ vật được đặt trên 6 cột ở sân khấu. Sẽ có một món làm từ bánh kem trong đó. Giám khảo có 30 giây để phân biệt thật giả. Một lần nữa xin mời các khán giả đang xem chương trình tham gia chung nhé. Nhóm đồ vật đầu tiên là cua. Nhóm đồ vật thứ hai là một rổ xoài. Nhóm đồ vật thứ ba là một chiếc giày. Đôi giày này có dáng vẻ rất dụ hoặc. Thời gian đếm ngược kết thúc, giám khảo cũng đã có sự lựa chọn, cho nên lại đến lúc rút dao mà Miki thích nhất. Cho mọi người thêm một cơ hội lựa chọn nhé. Hãy ghi lại ba con số mà bạn nghĩ đó là bánh kem. Đầu tiên là con cua của Liz làm. Ba giám khảo đều chọn con cua số 2, bởi vì bọn họ cho rằng đường vân của con cua này không thể được làm từ bánh kem. Được rồi, đây đúng là con cua, cho nên Liz đã lừa giám khảo thành công. Bánh kem cua này rất ngon, tôi nửa đêm viết văn án mà còn phải chảy nước miếng. Tiếp theo là kiểm chứng nhóm đồ vật thứ hai, rổ xoài. Đây là tác phẩm của Miko, để xem anh ta có lừa được giám khảo không. Nhát dao này cho thấy rõ ràng là bánh kem, không biết các bạn có đoán đúng không? Đáng tiếc là Miko hết vui rồi. Tiếp theo là kiểm chứng nhóm đồ vật thứ ba, chiếc giày này là tác phẩm của Spirit. Lần này ban giám khảo chọn số 6. Cô gái này nói rằng sợi dây giày có chút đánh lạc hướng, nhưng vẫn phải xem nhát dao của Miki mới biết kết quả. Được rồi, đây không phải là bánh kem. Không hổ danh là ban giám khảo không chuyên nghiệp lắm. Thật ra chiếc giày của Spirit rất dễ nhận ra, nhưng trường quay không dễ phân biệt như chúng ta. Tiếp theo là vòng lựa chọn thứ hai. Lần này là hai nhóm đồ vật, thời gian là 20 giây. Mời các khán giả đang xem cùng tham gia nhé. Nhóm đồ vật thứ nhất là một phần đồ ăn nhanh. Trời ạ, nhìn thôi cũng đói bụng. Nhóm đồ vật thứ hai là súp bánh nan. Các bạn đã chọn xong chưa? Đếm ngược chấm dứt, chúng ta cùng xem kết quả nhé. Đầu tiên là kiểm chứng phần đồ ăn nhanh của Alan. Ban giám khảo chọn số 1, cảm giác cắt có vẻ kỳ lạ. Được rồi, đó là bánh kem. Không biết mọi người có nhận ra sơ hở ở đâu không? Tiếp theo là kiểm chứng món súp bánh nan. Ban giám khảo chọn số 4. Được rồi, nhát cắt mượt thế này chính là bánh kem. Cho nên vòng 2 chỉ có 2 thí sinh thành công. Người chiến thắng lần này thì phải đợi ban giám khảo nếm thử rồi cho kết quả.
Sau 2 phút ăn thử, ban giám khảo quyết định người chiến thắng là list tác giả của tác phẩm Con Cua. Người chiến thắng mỗi tập không chỉ có được 5.000 đô, mà còn được tham gia một vòng chơi cuối. Chỉ cần tìm ra bánh kem thật trong 2 món đồ này, thì có thể được gấp đôi tiền thưởng. Nếu thất bại thì số tiền thưởng này sẽ được gộp vào tập sau. Nhưng chỉ có 15 giây quan sát. Các bạn có thể nhận ra cái nào mới là bánh kem thật không? Được rồi, 15 giây đã hết. Liz nhanh chóng chọn số 2. Lý do của cô ấy rất đơn giản, hoàn toàn dựa vào trực giác của phụ nữ. Vậy thì để Mickey cắt thử là biết. Hay quá, đây đúng là bánh kem. Cho nên Liz đã thành công gấp đôi số tiền thưởng lên 10.000 đô. Tôi chỉ biết nói, trực giác của phụ nữ thật đáng sợ. Ở tập trước, với kỹ năng siêu việt bằng cái bánh kem hình con cua trông như thật, đã giành được chiến thắng ở tập đầu tiên. Cho nên tập 2 sẽ tiếp tục vòng đấu loại. Vòng đầu tiên là kiểm tra nhãn lực và kinh nghiệm của thợ làm bánh. 6 thiết bị tập gym trước mắt chỉ có một cái là bánh kem. Thí sinh phải đưa ra kết quả trong 20 giây. Theo tiếng hiệu của MC Mickey, khán giả đang xem ở trước màn hình cũng tìm thử đi. Đã hết 20 giây, không biết các bạn đã có kết quả chưa? Bây giờ đến lúc MC biểu diễn. Lần này Mickey không lấy dao mà là nắm đấm gấu. Đầu tiên phải kiểm chứng món đồ số 6 mà Justin chọn. Lý do của anh ta là đường gân phía dưới hơi lệch. Vậy thì phải xem trực giác của anh ta có đúng không. Đây không phải là bánh kem, nhưng mà tôi tin đó chỉ là sơ suất của Justin thôi. Dù sao cũng đứng ở khoảng cách xa hơn 2,5 mét. Tiếp theo là kiểm chứng sự lựa chọn của Spirit. Lý do cô ấy chọn số 4 là vì phần nhăn phía dưới quá rõ ràng. Ba thợ làm bánh khác cũng chọn số 4. Cho nên nếu như đây không phải là bánh kem, vậy thì mọi người sẽ ngượng lắm đó. Cũng may đây là bánh kem thật, nếu không đoạn này chắc phải bị cắt. Spirit, người đưa lựa chọn nhanh nhất, cũng nhận được một đặc quyền, có thể lựa chọn món đồ để làm bánh kem. 5 món đồ này đều có liên quan đến gym. Spirit suy nghĩ rất nhanh liền chọn tạ quai. Cô ấy nghĩ những thứ càng đơn giản càng dễ lừa giám khảo. Kayler, thí sinh chọn thứ hai, cô ấy đã chọn bóng bosu. Lý do của cô ấy cũng rất đơn giản, bởi vì cô ấy thích những thứ to. Tiếp theo là quá trình làm bánh khoảng 8 tiếng. Để không lãng phí tuổi thọ của mọi người, tôi rất tử tế giúp mọi người xuyên không qua 8 tiếng sau. Lần này vẫn ăn mặc rất chuẩn. Ba giám khảo không có vẻ chuyên nghiệp lắm đã có mặt. Bắt đầu vòng kiểm tra thứ nhất, 6 cột đều có 3 nhóm đồ vật. Mỗi nhóm đều có một đồ vật giả làm bằng bánh kem. Giám khảo có 30 giây để phân biệt, vẫn là ở khoảng cách 2,5 mét. Các khán giả cùng tìm xem nhé. Vẫn câu nói cũ, đừng tưởng là đơn giản. Bọn họ ở trường quay, không nhìn thấy góc quay cận cảnh như bạn đâu. 30 giây trôi qua, các bạn đã có đáp án chưa? Các giám khảo sau một hồi bàn tán đã có đáp án. Lại đến khoảnh khắc sở trường của Mickey. Đầu tiên là kiểm chứng cái bánh kem do Spirit làm. Giám khảo chọn số 1, chân tướng sắp được tiết lộ, lại là cảm giác mềm mịn khi cắt xuống. Spirit lắc đầu tỏ vẻ ngại ngùng. Tiếp theo là đến Crash, thí sinh lớn tuổi nhất. Các giám khảo chọn găng tay đấm bốc số 3, lý do của bọn họ là phần miệng găng tay hơi lỏng lẻo. Vậy thì để Mickey cho chúng ta đáp án, đây vẫn là một miếng bánh kem. Xem ra ban giám khảo hôm nay khá lợi hại đấy, mới bắt đầu đã ghi được 2 điểm liên tiếp. Có thể nhận ra nụ cười đượm vẻ thất vọng của Crash. Thôi thì chúng ta đau lòng vì anh ta một chút vậy. Tiếp theo đến lượt quả bóng bosu do Kayler làm. Lần này giám khảo chọn số 5, Mickey không nói nhiều, lấy dao ra cắt. Hay thật, đây lại là bánh kem, không tính góc quay cận cảnh, nhìn thế này là biết giả rồi. Không biết giám khảo lần này lợi hại hay thợ làm bánh quá dở, hoặc là món đồ cần làm giả có mức độ quá khó. Ban giám khảo đã ghi 3 điểm liên tiếp, nhưng vẫn còn 2 tác phẩm còn lại, để xem có thể ngăn giám khảo ghi 5 điểm liên tiếp không. Lần này ban giám khảo chỉ có 20 giây quan sát. Một lần nữa mời các bạn đang xem chương trình này cùng phân biệt thật giả nhé. Nhóm đồ vật thứ nhất là tấm thảm yoga. Có thể thấy món nào cũng có điểm khó phân biệt. Tiếp theo là túi xách ở nhóm đồ vật thứ hai. Được rồi, đã xong 20 giây. Các giám khảo sau một hồi bàn tán đã có đáp án. Tiếp theo Mickey sẽ kiểm chứng tác phẩm của Liz. Ban giám khảo chọn số 2. Chết tiệt, lại đúng nữa rồi. Ban giám khảo của tập này chắc là đến gây rối rồi. Không chỉ thí sinh ái ngại mà MC cũng ngượng ngùng. Anh ta xin thí sinh hãy ngăn lại việc giám khảo ghi 5 điểm liên tiếp, để xem cái bánh kem túi xách của Justin có lấy lại tôn nghiêm của chương trình không. Lần này ban giám khảo chọn số 3, lý do của họ là phần quay xách nhìn giả quá. Vậy thì để xem ban giám khảo có thật sự lợi hại không. Tiêu rồi, lại là cảm giác mềm mịn khi cắt vào. Vậy là không ai có thể ngăn cản việc ban giám khảo ghi 5 điểm. Tình huống này lần đầu tiên diễn ra suốt 2 mùa, bởi vì bánh kem của 5 thí sinh không thể qua mắt được ban giám khảo, cho nên chỉ có thể chọn người thắng cuộc từ mùi vị. Mất khoảng 150 phút tiến hành nếm thử, giám khảo đã chọn ra cái bánh kem ngon nhất, chính là bánh kem găng tay đấm bốc của Crash. Đáng tiếc là Justin chỉ tham gia một vòng đã bị loại. Tiếp theo là vòng thi nhân đôi phần thưởng cho người thắng cuộc. Chỉ cần tìm ra hộp protein làm từ bánh kem, thì giải thưởng có thể được nhân đôi đến 10.000 đô.
Lần này thời gian chỉ có 15 giây. Mời các khán giả xem chương trình này cùng đoán nhé. Không biết các bạn đã tìm ra sơ hở chưa? Nhưng tôi không nhìn thấy vấn đề ở đâu cả. 15 giây cứ thế trôi qua. Crash lo lắng đưa ra đáp án. Anh ta chọn hộp protein số 1, lý do vẫn là dựa vào trực giác. Vậy thì để Mickey rút dao ra thử vậy. Hay quá, chúc mừng Crash được nhân đôi phần thưởng đến 10.000 đô. Ở tập trước, Crash thí sinh lớn tuổi nhất đã chiến thắng nhờ vào mùi vị của bánh kem. Đã có 2 thợ làm bánh bị loại. Tập này vẫn là 8 thợ làm bánh bắt đầu vòng thi tìm kiếm bánh kem. Trường quay ký túc xá đại học có một cái bánh kem. 4 thợ làm bánh tìm ra bánh kem sớm nhất sẽ tham gia vòng đấu loại. Bọn họ có 20 giây để lựa chọn. Họ vẫn phải quan sát ở khoảng cách 2,5m. Theo tiếng hiệu của Mickey, các khán giả xem chương trình này có thể cùng tìm xem. Các bạn cảm thấy đống sách này giống không? Hay là thùng bia này? Có rất nhiều món đồ trong trường quay. Trong thời gian ngắn tôi cảm thấy mức độ này không hề đơn giản chút nào. Không biết đã có đại thần nào biết đáp án chưa? Sau khi 20 giây kết thúc, các thí sinh phải đưa ra đáp án. Tiếp theo là đến thời khắc giết chóc của Mickey. Đầu tiên là kiểm tra những bộ đồ thể thao. Chỉ có Miko chọn thứ đó. Lý do của anh ta là dựa vào trực giác. Đáng tiếc đây không phải là bánh kem, cho nên Miko hết vui nổi nữa rồi. Tiếp theo là kiểm tra ba lô đi học. Anh Crash, người chiến thắng ở tập 2, đã chọn nó. Lý do của anh ta là phần màu nâu có chỗ lồi lõm. Vậy thì để Mickey rút dao ra để kiểm tra. Đây là ba lô đi học thật sự. Nụ cười của anh Crash cũng đượm vẻ thất vọng. Món thứ ba cần kiểm tra là tủ lạnh. 4 thí sinh nữ đều ăn ý chọn nó. Để xem trực giác của phụ nữ có phải lúc nào cũng chuẩn xác không. Được rồi, đây đúng là bánh kem. Từ góc quay cận cảnh ta có thể nhìn thấy rất rõ. Những người đoán đúng hãy tự khen mình đi. Cho nên vòng đấu loại sẽ diễn ra giữa 4 cô gái này. Tiếp theo là thời gian chọn món đồ để làm giả. Dania, người tìm ra cái bánh kem nhanh nhất, chọn món chung. Kayler chọn đàn ukulele. Liz chọn bộ đồ thể thao và nón. Còn Spirit chọn làm giả máy in. Tiếp theo là quá trình làm bánh kem kéo dài 8 tiếng. Thời gian tuy rằng rất dài, nhưng một người tử tế như tôi sẽ tiếp tục đưa mọi người xuyên không. Để tiết kiệm 8 giờ tuổi thọ của các bạn, hành động tử tế này xứng đáng được nhấn thích, đăng ký và chia sẻ. Bánh kem và ban giám khảo đã vào vị trí. Các bạn khán giả đang xem chương trình này hãy thử làm giám khảo một lần. Chỉ có 2 món đồ được làm bằng bánh kem. Bạn và giám khảo phải chọn ra đáp án trong 20 giây. Vẫn là câu nói cũ, những thí sinh và ban giám khảo ở trường quay sẽ không nhìn thấy góc quay cận cảnh tràn màn hình như bạn. Cho nên ngay cả các bạn cũng không nhìn ra sơ hở. Có thể tưởng tượng được việc này ở trường quay sẽ khó khăn đến mức nào. 20 giây đã hết. Buồn cười là ban giám khảo bàn tán một hồi, nhưng vẫn không đưa ra đáp án kịp lúc. Điều đó có nghĩa là tác phẩm của họ đã lừa được ban giám khảo. Cho nên Kayler và Dania trực tiếp được vào vòng tiếp theo. Nhưng MC cũng tốt bụng như tôi, anh ta cũng đưa ra đáp án cho ban giám khảo. Thật ra đàn ukulele số 3 mới là cái bánh kem mà Kayler làm. Các bạn giám khảo ở trước màn hình đã đoán đúng không? Tiếp theo, ban giám khảo nghĩ cái bánh kem còn lại là số 4. Nhưng Mickey hạ dao xuống mà thứ đó vẫn không phản ứng. Cho nên hôm nay ban giám khảo có vẻ hơi dở một chút. Thật ra tác phẩm của Dania là số 6. Một nhát dao đi xuống rất mịn. Tiếp theo là vòng tìm kiếm bánh kem thứ 2. Lần này là tác phẩm của Spirit và Liz. Cùng một quy tắc, cùng một thời gian. Các bạn khán giả đang xem chương trình này hãy thử tìm xem. Hai mươi giây sắp trôi đi, các bạn đã có đáp án chưa? Ban giám khảo bàn tán một hồi đã đưa ra đáp án. Đây lại là lúc biểu diễn của Mickey. Đầu tiên phải kiểm tra máy in số 5. Đây là tác phẩm của Spirit. Lý do ban giám khảo đưa ra là bề mặt của máy in có vẻ quá gượng gạo. Vậy thì để xem đây là thật hay giả. Đây không phải là bánh kem. Ban giám khảo lại thất bại. Thật ra tác phẩm của cô ấy là số 3. Từ góc quay cận cảnh này ta có thể thấy nó rất giả. Chúng ta vẫn chưa kiểm tra tác phẩm của Liz. Giám khảo chọn số 2. Lý do của họ là đống quần áo này có vẻ lỏng lẻo. Là thật hay giả thì cứ đợi Mickey dùng dao kiểm tra là biết. Được rồi, đây là bánh kem. Từ góc quay cận cảnh này ta có thể thấy nó rất giả. Rõ ràng Liz hôm nay không thể hiện đúng phong độ. Bánh kem con cua ở tập 1 không chỉ lừa được tất cả khán giả ở trường quay, còn lừa cả hàng triệu người xem. Bị loại như thế hẳn sẽ rất đáng tiếc, nhưng cuộc thi vẫn phải tiếp tục, bởi vì ba thợ làm bánh khác đều lừa được giám khảo. Cho nên phải dựa vào mùi vị để chọn ra người thắng cuộc. Ba vị giám khảo sau khi đã nếm thử các tác phẩm, lại bàn bạc với nhau, cuối cùng người chiến thắng thuộc về Dania. Đây là lúc phần thưởng được nhân đôi. Hai ba lô này có một cái là bánh kem. Chỉ có 15 giây. Xin mời các khán giả đang xem cùng quan sát nhé. Cho dù góc quay cận cảnh như thế, nhưng tôi thật sự không nhìn ra đâu là bánh kem. 15 giây trôi qua, Dania đưa ra đáp án ở giây cuối cùng. Câu trả lời của cô ấy là túi số 2. Mickey sẽ cho chúng ta biết đáp án ngay. Hay quá, Dania lại đoán đúng nữa rồi. Có nghĩa là tiền thưởng 5.000 của cô ấy đã được nhân đôi thành 10.000 đô. Vòng thi này đòi hỏi nhãn lực.
7 món đồ trước mặt có một món được làm từ bánh kem. 4 thợ làm bánh phải đưa ra câu trả lời trong 20 giây. Người trả lời nhanh và chính xác nhất sẽ có được quyền ưu tiên ở vòng 2. Các bạn khán giả đang xem hãy cùng chúng tôi tìm nhé. Cho dù góc quay cận cảnh gần đến mức này, nhưng tôi nghĩ đa số mọi người sẽ không tìm ra cái bánh đó. Nhưng thí sinh ở trường quay sẽ gặp khó khăn hơn chúng ta. Bởi vì bọn họ không chỉ quan sát ở khoảng cách hơn 2,5 mét. Hơn nữa ánh sáng ở trường quay cũng ảnh hưởng đến phán đoán. Đã hết 20 giây, 4 thợ làm bánh đã có câu trả lời. Tiếp theo là phần biểu diễn cắt sao của MC Miki. Đầu tiên phải kiểm chứng đầu đĩa DVD do anh Crash chọn. Được rồi, anh Crash lại chọn sai, có lẽ do không đứng gần. Tiếp theo là máy cassette do 3 thợ làm bánh còn lại chọn. Thứ này hẳn các em sinh sau năm 2000 vẫn chưa thấy qua. Lý do mà họ đưa ra là tay cầm và cái loa nhìn rất thô. Vậy thì để Miki cho chúng ta biết đáp án. Hay quá, đây là bánh kem. Không biết các khán giả xem chương trình này đã chọn đúng chưa? Miko người trả lời nhanh nhất có được quyền ưu tiên. Anh ta không do dự mà chọn ngay đầu thu. Còn Copterius thì chọn máy Walkman. Cho nên Elizabeth người ban đầu chọn đầu thu, đành phải chọn đôi giày Martin. Sau cùng anh Crash chọn ngay danh bạ và điện thoại đời cũ. Tiếp theo là quá trình làm bánh dài 8 tiếng. Bởi vì có vài người muốn xem phần này, nên lần này sẽ không xuyên không. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về mùi vị bánh kem mà họ làm. Đầu tiên là bánh hình dày Martin của Elizabeth. Cô ấy muốn làm bánh có vị vani, nguyên liệu có bánh quy, đường nâu, cùng với kem bơ và kem phô mai quế, còn có chuối Foster và nhân hồ đào. Còn đây là bánh kem hình Walkman mà Copterius làm. Anh ấy muốn làm bánh có vị bánh quy và vani, nguyên liệu có kem bơ và hỗn hợp sô-cô-la. Sau đó là bánh kem của Crash. Anh ta cũng muốn làm bánh vị vani, nguyên liệu gồm có hỗn hợp sô-cô-la đen, vụn sô-cô-la hạt rẻ. Đây là một bánh kem rất mịn và thơm. Cuối cùng là bánh kem hình đầu thu của Miko. Anh ta muốn làm bánh kem vị calamansi, nguyên liệu gồm có nhân dừa, kem bơ vị calamansi. Calamansi là một loại chanh chua rất nồng của Philippines, nhưng khi trộn với đường sẽ trở nên rất ngọt. Vậy là 8 tiếng đã trôi qua rất nhanh. Tiếp theo là lúc nộp tác phẩm, nếu bánh kem của họ có thể lừa được 3 vị giám khảo này, vậy thì có cơ hội giành được giải thưởng 10.000 đô. Nếu không thì có thể bị loại. Đầu tiên là Miko và Copterius, giám khảo có 20 giây để quan sát. Theo tiếng hiệu của Miki, các khán giả đang xem chương trình này cùng tìm với chúng tôi nhé. Chắc là các bạn đã có đáp án, nhưng đừng vội, tiếp tục xem nhóm đồ thứ hai. Nói thật, nếu dưới góc quay cận cảnh thế này mà không tìm được cái bánh kem đó, thì chúng ta nên cho chúng ta vài tát rồi. 20 giây trôi qua rất nhanh, sau một hồi bàn bạc các giám khảo đã có câu trả lời. Họ chọn số 2 và số 5, đây là lúc Miki biểu diễn. Đầu tiên là kiểm tra đầu thu của Miko, lý do ban giám khảo đưa ra hai đầu thu kia đều có lớp nhám. Còn số 5 thì lại là lớp bóng, vậy thì để Miki cho các bạn biết đáp án. Được rồi, lần này ban giám khảo phân tích khá đúng, cho nên Miko đành gượng cười thôi. Tiếp theo là kiểm tra máy Walkman, ban giám khảo đưa ra lý do là bề mặt là fondant. Anh chàng Copterius 18 tuổi nghe xong liền sụ mặt, cho dù rất mất mặt nhưng cũng phải đối mặt. Được rồi, nhát dao thật mịn, sự thật cho thấy hôm nay ban giám khảo có chút lợi hại. Không biết các bạn đã đoán đúng chưa? Tiếp theo là vòng thứ hai, cùng một quy định cùng một thời gian. Xin mời các bạn khán giả ngồi trước màn hình cùng chúng tôi kiểm tra nhé. Đôi giày Martin số 1 trông có vẻ kỳ lạ, còn đôi giày số 3 thì lại rất mới. Giày Martin số 5 có vẻ hơi thấp, hơn nữa màu sắc còn hơi tối. Tiếp theo là điện thoại đời cũ số 2, dây điện thoại này quá lộ liễu rồi, còn cố ý đặt xuống bàn, không biết là bẫy hay là sơ suất. Điện thoại số 4 và 6 đều ở tư thế đứng, cho nên các bạn sẽ chọn thế nào? 20 giây trôi qua rất nhanh, sau một hồi bàn bạc các giám khảo, lại để lỡ thời gian trả lời, có nghĩa là nhóm bánh bao này đã lừa được họ. Cho nên Elizabeth và Grass đã thuận lợi vào vòng trong, nhưng để kiểm chứng món đồ mà các bạn đã xem chương trình đã chọn, Miki vẫn phải lấy dao ra. Đầu tiên là đôi giày Martin số 1, đúng rồi, không phải bánh kem. Tiếp theo là số 3, đúng rồi, đây mới là bánh kem. Các bạn thấy bất ngờ không? Không thể phủ nhận bánh kem giày này làm rất giống, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở. Tiếp theo là kiểm tra điện thoại của anh Crash. Thật ra số 6 mới là bánh kem. Các bạn đã chọn đúng không? Bởi vì bọn họ đã lừa được ban giám khảo, cho nên người thắng cuộc hôm nay chỉ có thể dựa vào mùi vị. Sau khi nếm thử, ba giám khảo cho rằng bánh kem của Elizabeth ngon hơn, có được tiền thưởng 5.000 đô, đồng thời còn có cơ hội nhân đôi tiền thưởng. Nhưng trước đó phải thông báo người bị loại, chính là anh chàng Copterius 18 tuổi. Hết cách rồi, cho dù anh ta rất thích làm bánh, nhưng anh ta còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Tiếp theo là vòng nhân đôi tiền thưởng dành cho người đứng đầu. Quy định vẫn như trước, đồ vật trên hai trụ có một món thật, một món giả. Chỉ cần tìm được bánh kem thì có thể nhân đôi tiền thưởng. Nhưng thời gian chỉ có 15 giây, các bạn đang ngồi trước màn hình hãy nhìn thêm lần nữa xem có thể nhìn ra sơ hở không. Mười lăm giây đã hết. Dưới sự hối thúc của MC, Elizabeth đã chọn số 1. Lý do của cô ấy là trực giác của phụ nữ, bởi vì đứng quá xa
nên những người ở trường quay không thể nhìn được chi tiết như chúng ta. Để xem kết quả có chính xác không nhé. Đây không phải là bánh kem, mà là một cái túi thật sự. Đáng tiếc khi Elizabeth là thí sinh duy nhất trong 4 tập đầu của mùa 2. Không thể nhân đôi tiền thưởng, cho nên tiền thưởng 5.000 đô sẽ được gộp lại cho tập sau. Các bạn có nhìn ra sơ hở không? Được rồi, đây là toàn bộ nội dung của 4 tập chương trình bánh kem thật giả mùa 2. Trải qua 4 vòng thi đấu căng thẳng tàn khốc, 10 thợ làm bánh chỉ còn lại 6 người. Sự cạnh tranh sẽ càng lúc càng khắc nghiệt. Theo tiếng hiệu của Mickey, vòng đấu lại bắt đầu. Trường quay dã ngoại trước mặt có một món là bánh kem. 6 thợ làm bánh chỉ có 20 giây để phân biệt thật giả. 3 người có được đáp án nhanh nhất sẽ tham gia vòng đấu lại lần này. Các khán giả trước màn hình hãy cùng tham gia với chúng tôi nhé. Nói nhỏ nhé, bánh kem trong tập này cho dù là do tổ tiết mục làm hay của thí sinh đều rất khó đoán, cho nên tôi nghĩ các bạn sẽ không tìm ra đâu. Cho dù là quay cận cảnh, 20 giây trôi qua rất nhanh. 6 thợ làm bánh đã đưa ra đáp án trong tâm trạng bán tín bán nghi. Tiếp theo là màn biểu diễn với dao của Mickey, lần này là cây rìu. Đầu tiên phải kiểm tra dĩa bánh ăn kiêng này. Miko đã chọn nó, người mà trong 4 tập phim chưa thắng lần nào. Để xem lần này anh ta có thành công không. Được rồi, vẫn là không vui nổi. Món thứ hai phải kiểm tra là đống lửa trại. Kayler nghĩ đống đá này mới là bánh kem. Mickey dùng búa đập thì chỉ nghe âm thanh vọng lại rất chắc chắn. Món thứ ba phải kiểm tra là đèn bàn. Spirit nói lớp thủy tinh của cây đèn không trong suốt, hơn nữa phần màu đen rất rốn fondant. Vậy thì để Mickey thử xem. Hết hồn, cho dù là thế, Spirit vẫn không từ bỏ, cứ muốn MC dùng rìu đập vào phần dưới đèn. Được rồi, đó là bánh kem. Xem ra tổ tiết mục tập này cũng khá điên, dám chơi trò nửa giả nửa thật, có vẻ quá đáng rồi. Người chọn đèn bàn còn có Dania và Elizabeth, cho nên vòng đấu lại sẽ diễn ra giữa ba người bọn họ. Tiếp theo là chọn món đồ mình muốn làm giả, là người tìm ra cái bánh kem nhanh nhất. Spirit chọn ấm nước làm món đồ mình sẽ làm giả, sau đó Dania chọn đèn pin cầm tay, cuối cùng Elizabeth chọn bình nước du lịch. Thật ra vòng 1 chỉ là vòng khởi động, bởi vì vòng tiếp theo mới là vòng phô diễn thực lực. Bọn họ phải hoàn thành tác phẩm làm giả này trong 8 tiếng. Chỉ khi làm ra bánh kem trông y như món đồ mình chọn thì mới qua mắt được ban giám khảo, nếu không bọn họ đành phải thu dọn hành lý về nhà. Bởi vì quá trình làm bánh kem rất tẻ nhạt, cho nên tôi lại đưa các bạn xuyên không qua 8 giờ sau. Lần này họ ăn mặc chỉnh tề, 3 vị giám khảo cũng có mặt, vậy thì bắt đầu nộp tác phẩm rồi. Đầu tiên là tác phẩm của Spirit, 4 ấm nước này có một cái là bánh kem. Ban giám khảo có 20 giây, theo tiếng hiệu đếm ngược của Mickey, mời các bạn đang xem chương trình cùng chúng tôi đoán nhé. Đã nói rồi, chất lượng tập này rất cao, cho dù là góc quay cận cảnh, tôi dám cam đoan 95% khán giả đang xem chương trình sẽ không tìm ra cái bánh đó. 20 giây đã qua, ban giám khảo cũng lúng túng, cho nên lại xảy ra cảnh tượng buồn cười này nữa. Việc này khiến MC tức giận rút quyền đánh giá của họ. Cho nên Spirit đã được lọt vào vòng trong. Sau đó, ban giám khảo vẫn chưa chịu từ bỏ, cứ bảo Mickey cắt ấm nước số 1, vậy thì để Mickey cắt thử. Thật đáng tiếc đó không phải là bánh kem, thế này thì hay rồi, không những bị rút quyền mà còn bị trừ lương nữa. Thật ra số 3 mới là tác phẩm của Spirit, các bạn có đoán đúng không? Người nào đoán đúng hãy tự khen mình nhé. Tiếp theo là vòng kiểm tra thứ hai, lần này là tác phẩm của Dania, cùng một quy tắc cùng một thời gian, mời các bạn đang xem chương trình cùng chúng tôi đoán nhé. Vẫn là câu nói cũ, cho dù góc quay cận cảnh thế này tôi vẫn không có đáp án. Các bạn có phát hiện sơ hở nào không? 20 giây sắp hết, ban giám khảo đang vò đầu bứt tai vẫn không có manh mối gì. Nhưng lần này bọn họ đã rút kinh nghiệm, trước khi hết giờ, cô gái đứng giữa điên cuồng nhấn vào màn hình. Cái nghiến răng này khiến tôi cười nghiêng ngả, nhưng điều buồn cười nhất là hành vi tiếp theo của cô ấy. Đã khóa rồi, chúng tôi đã có câu trả lời. Đã khóa rồi, cô gái này thật hài hước, nhưng mà nguyên nhân họ chọn số 3 không phải là chọn bừa. Lý do của họ là màu sắc của thứ đó khác những cái còn lại. Có phải là bẫy không thì chỉ có Mickey mới biết. Đây quả thật là bẫy, cái bẫy này hay ho đấy. Các khán giả ở trước màn hình hẳn đã bị lừa. Thật ra bánh kem của Dania là số 1, nói thật tôi không nghĩ là số 1, bởi vì nó rất giống thật so với hai cái kia. Vẫn còn một vòng kiểm tra cuối cùng, để xem tác phẩm của Elizabeth có thể qua mắt được ban giám khảo không. Bình nước số 1 rất mới nhưng có vẻ không đủ độ cong. Còn số 2 nhìn thế này thì đúng là hơi giả, nhưng không loại trừ đây là bẫy do thợ làm bánh răng ra. Màu sắc của cái thứ 3 rất kỳ lạ, còn bình nước số 4 có vẻ quá sạch sẽ. Giày Martin mà Elizabeth làm ra còn thật hơn cả đồ thật. Cô ấy vốn dĩ rất giỏi môn may vá, cô ấy sẽ làm ra tác phẩm lộ liễu thế sao? Đã qua 20 giây, ban giám khảo ồn ào quả thật lại hốt hoảng đưa ra đáp án. Lần này không nói nhiều, Mickey sẽ cho chúng ta biết đáp án. Cho dù ban giám khảo chọn số 4, nhưng vì tò mò vậy cứ để Mickey cắt bình nước số 2 trước. Số 2 lại là bẫy, thợ làm bánh tập này khá lợi hại đấy. Tiếp theo phải kiểm chứng đáp án mà ban giám khảo đưa ra. Hay thật đây không phải là bánh kem, lần này ban giám khảo bối rối hết sức. Tôi đang viết văn án cũng vô cùng lúng túng. Thật ra số 3 mới là bánh kem,
các bạn đã chọn đúng rồi chứ. Hôm nay các thí sinh đã lừa được giám khảo không phải vì họ dở. Những cái bánh kem này đúng là trông như thật, cho nên người chiến thắng tập này phải dựa trên đánh giá mùi vị. Sau một hồi nếm thử, ba giám khảo quyết định trao giải thưởng cho Elizabeth, cho nên tiếp theo là vòng nhân đôi tiền thưởng. Chắc mọi người đều biết tập trước Elizabeth không thành công ở vòng này, cho nên tiền thưởng lần trước sẽ gộp với lần này, cho nên nếu thắng thì cô ấy sẽ được 15.000 đô. Quy định vẫn như cũ, chỉ cần tìm ra cái bánh kem đó trong vòng 15 giây là sẽ được nhân đôi tiền thưởng. Các khán giả xem chương trình cùng tìm với chúng tôi nhé. Thường thì trò chơi dành cho người thắng cuộc là khó nhất, cho nên nếu bạn tìm đúng, có nghĩa là bạn có tư cách làm giám khảo. 15 giây cứ thế trôi đi, Elizabeth cũng rất căng thẳng đưa ra đáp án. Lần này cô ấy vẫn số 1, Mickey liền rút ra cây rìu, hoàn toàn không do dự. Trời ạ, lại sai rồi. Thật đáng tiếc, bởi vì thất bại, nên tiền thưởng 10.000 đô sẽ được gộp vào tập sau. Được rồi, đây là nội dung của tập 5 chương trình Bánh Kem Thật Giả. Những vòng đấu sẽ càng lúc càng gay cấn. Các bạn nếu thích hãy nhớ đón xem nhé.